Bài 4, khai phá dữ liệu phân tích. Đầu tiên, mục tiêu học của bài này đó là hiểu các thành phần trong việc khai phá dữ liệu phân tích EDA. Giải thích cách sử dụng và cách gọi là thống kê tóm tắt thông thường dành cho khai phá dữ liệu phân tích. Vẽ biểu đồ và giải thích những cái biểu đồ thông dụng của các đồ thị cho khai phá dữ liệu phân tích. Tiếp theo, mục tiêu là trước khi making inference là gì, tức là lấy những inference gì, gì ta sẽ trước khi tiến hành gọi là inference từ từ ta thì ta sẽ trước khi tiến hành những cái suy luận từ dữ liệu này, suy luận từ dữ liệu, chúng ta cần thiết phải kiểm tra tất cả vì chúng ta hiểu về dữ liệu chúng ta này, tại sao chúng ta phải lắng nghe rồi bắt những lỗi này, có nhìn các cái mẫu trong đó, tìm cái mẫu chung ấy, rồi tìm những cái mà nó vi phạm cái giả thuyết về thống kê, rồi sinh ra các giả thuyết. Nếu không chúng ta sẽ các bạn cứ làm sạch dữ liệu này, hiểu dữ liệu này, cùng là hành động làm gì đó phù hợp dữ liệu đó. Thì quá trình của xử lý dữ liệu khoa học, ví dụ như hiểu mô hình làm việc này, phân tích cái tiếp cận này, tiếp theo là tìm ra những yêu cầu dữ liệu phù hợp dữ liệu, sau đó chuyển sang là hiểu dữ liệu, hiểu xong mới chuẩn bị dữ liệu, xây mô hình, rồi tính toán mô hình, áp dụng mô hình, rồi lấy nhận xét quay lại phải lại chuyển như vậy. Thế thì chúng ta chia thành những 1, 2, 3, 4 vụ, 4 nhóm. Cái mục tiêu chính của cái gọi là EDA, tức là phân tích khai phá phân tích ạ. Thế thì mục tiêu là dữ liệu, tìm xem cấu trúc của nó và những cái ngoại lệ của nó, những cái dữ liệu ngoại lệ nó không chung cái gọi là cái mẫu và cái mô hình để được sinh ra bởi dữ liệu đó. EDA các cái tận này ạ, thì sử dụng tất cả các dữ liệu có hiện có nghĩa là không mất dữ liệu, no scoping thôi, no corresponding gì là không mất dữ liệu, bao gồm cái gì đấy, tất cả đó là tóm tắt dữ liệu, tóm tắt thống kê này, trực quan hóa này, nhóm này, và tìm những cái dữ liệu nó đặc biệt. Ngoài ra ta cần phải giảm cái số chiều dữ liệu, tức nếu có nhiều biến quá quăng giảm, kiểu như vừa gọi là có một ma trận và ta muốn giảm cái chiều ma trận nó xuống, kiểu như là cái hạ hạ ma trận đi nó giảm, đảm bảo là cái ma trận đó nhận được một tính tính đó, dùng pháp của Gauss để làm cho nó đủ tính tính, nó không còn là phù tính tính nữa, nó sẽ tiết kiệm hơn. Câu thứ hai là vâng à, bạn ở bên cái chương trình ở bên ở chỗ cái Malus đúng không? Nhưng mà mình nhận rồi, mình có nhận được cái thư rồi bạn. Nhưng mà à vậy, vậy thì bắt đầu kiếm dí rồi tăng rồi. Thế là sẽ định nghĩa của cái EDA, tức là cái exploratory data này. Cái EDA này là không phải là một tập các kỹ thuật mà là một cái hướng
một cái quan điểm về cách mà cái việc phân tích dữ liệu cần phải tiến hành, bao gồm là giúp đỡ lựa chọn những công cụ phù hợp để tiền xử lý và phân tích dữ liệu, và sử dụng các năng lực con người để nhận diện ra cái mẫu trong dữ liệu. Câu hỏi chung là gì? Thế thì dữ liệu có những cái kiểu dữ liệu nào, kiểu là gì nào, kiểu như nhiều cái bảng ấy thì như là bảng tỉ số hạn, kiểu số hạn, nhưng mà những người khác nhìn vào thế mà cái này là kèo bao nhiêu, kèo trên kèo dưới hay đó là cái kiểu dữ liệu. Rồi độ chắc chắn của một kiểu dữ liệu, rồi cái phân phối phù hợp cho cái tập cái số đó, cái này mình thống kê thôi. Chứ còn nếu mà những cái người nào mà chúng ta chưa học về thống kê rất là ngại khỏi cái phân phối của nó, dự đoán xem là cái phân phối là cái điểm như Man U thì sẽ vào bao quả, khái vậy, nhưng đó độ rất là khó đoán. Tiếp theo này, rồi cái unending function là gì? Cái một thay đổi trong cái rượu đó thì có, nếu ta thổi phí nó có ảnh hưởng gì đến rượu không? Những thuộc tính nào có hiệu quả trong đấy, trong cái rượu ấy, trong một cái rượu có nhiều cột, cái cột nào nó khu xuống điều khiển khác rồi. Rồi cái thành phần nữa, rồi những cái đo lường từ những thí nghiệm khác nhau thì liệu nó có đảm bảo không, kiểu như bây giờ mình xem bảng Anh ấy, thì ta quan sát năm nay là Chelsea rơi rồi, Arsenal cũng không khởi sắc lắm, MC đứng đầu thế, thế thì MU liệu thế nào? Tất nhiên là chẳng ai muốn vào hầm mà ngồi cả, vào hang hết. Thế thì vì vậy. Thế sao? Nếu mà cái hàm tốt nhất để diễn đạt thì sẽ liên quan đến một một biến hay là tập các biến, thuộc tính các biến nhỉ? Rồi, những thiết lập nào tốt nhất cho những cái thuộc tính? Chúng ta có thể tách những thông tin bị nhiễu cho những cái dữ liệu bị ảnh hưởng thì khoảng thời gian không? Trong khoảng thời gian biến thiên thời gian ấy. Thì biến thiên thì có bị nhiễu không? Đại khái vậy. Có thể lấy được cái cấu trúc nào từ những nguồn rượu đa biến không? Rồi rượu chúng ta có những ngoại lệ nó nằm xa hẳn, hẳn nó không, cái giá trị nó không liên quan, nhiều liên quan đến những cái cụm rượu khác. Vậy. Tiếp theo này, ADA quá trình khai phá sự thích là một quá trình iterative process, tức là từng bước một. Đây, cái nhận diện này, rồi cái này là priority, tức là ưu tiên những câu hỏi ưu tiên này, trong việc giảm cái mức quan trọng của rượu thái là câu hỏi này, rồi tạo ra những cái đồ thị đáp ứng câu hỏi, rồi inspect tức là tìm giải đáp câu trả lời, tìm tạo những câu trả lời mới, tìm câu trả lời, rồi kiểm tra những biến từng miếng một, tìm xem mối quan hệ giữa các biến với nhau, sử dụng đồ thị và thêm những cái tóm tắt về số của những cái mặt khác nhau của dữ liệu, kiểu như ta có một bảng mô tả bảng điểm hạn, thì ta quan tâm là bảng điểm anh này thì nó là mạnh ở những cái hướng nào. Thì là cái numerical superiority, anh này mạnh là như học sinh cấp 3 hạn này, mạnh thể chất hay là mạnh về văn học, hay mạnh về toán học, hay mạnh về cái môn tự nhiên gì đó, quy trình cùng cụ một xu hướng mạnh của anh ta, nó mạnh cả anh em này bị gay chăng cũng thể. Tiếp theo ta thì tìm một cái cẩn thận vấn đề là các cái thuộc tính của kiểu dữ liệu, hay là kiểu phân nhóm, hay là kiểm số lượng, vì đấy kiểu như là rời rạc đúng không, hay là rời rạc, còn này liên tục thì sẽ biến dục thế nào, rời rạc thế nào, có hai kiểu học tập kỹ thuật này, ô kỹ thuật là đồ thị đồ họa này. Những cái scatter plot là cái biểu phân tán này, biểu đồ chữ này, biểu đồ hộp này, rồi biểu đồ theo cột này, rồi biểu xác suất này, ra sử dụng cái này
và đều trung bình đấy, kiểu như vẽ một chữ, bức tranh mà ngàn chữ, vẽ một cái tranh này hiệu quả hơn là đúng chữ, nó không tưởng tượng nữa. Đấy. Đây là phần mô tả những cái biến mà những rượu không phải là biến invariable, ta không biến thành biến được. Chúng ta sẽ chạy thêm pen color nữa. Trên pen color gì mà. Đây. Chà. Có gì quan sát và những biến này, dữ liệu tập hợp các quan sát, một thuộc tính được coi là một tập giá trị mô tả một cái góc nhìn nào đó thông qua các quan sát, gọi là một variable. Tức là nó bạn là khi ta đứng nhìn một người đứng một chỗ, ta cứ đó quan sát cái nhà kia, giá tỏ cái nhà này cao 15 feet thì cái đó là một variable. Để ví dụ này, từ cái là cái vai trò này, thông tin của người gọi là phụ trách vấn đề tài chính, HR tức là human resource, tức là quản trị nhân lực này, vị trí này, thì đây là kinh tế này, có kế toán này, rồi giám đốc điều hành này, rồi những cái liên quan đến kỹ thuật này, đây là liên quan đến kỹ sư này, thì lương như này, rồi đây là biến này. Mỗi cái thằng này biến này cộng với địa chỉ làm việc thì ta sẽ có cái salary này, người công thức tính thôi. Thế nhưng mà nhiều khi nếu mà công ty bảo cho là cơ chế công ty thế cũng tăng lương được thì nghỉ béo như quậy, chế độ công ty quan trọng, nó là mình thua nhiều kẻ. Các kiểu biến thì gồm có biến thì gồm có biến là biến rời liên tục, đây biến rời rạc, màu này hơi xấu, màu này hơi xấu, cam đi nó hoành tráng. Rồi. Dưới biến số có biến là chưa nhầm, có biến này, có biến số này, đổi số thì có là liên tục, biến rời rạc, ta biến số nguyên đi, số nguyên inter. Clear. Cái này gọi là integer. Còn thằng này là kiểu float đi. Còn thằng này là theo theo kiểu theo nhóm. Nhóm thì là nhóm ordinal và nominal. Thì rõ cái này là gì mình chưa này. Tiếp theo. Các chiều của dữ liệu thì cái này đấy đều là không bằng bình biến được, thì đo lường dựa vào mỗi biến, gọi là thì mỗi biến dựa vào một đối tượng, còn by variable là song biến thì mỗi một đối tượng được đo bằng hai biến, còn đa biến thì mỗi đối tượng được đo bằng nhiều biến khác nhau, khá như chúng ta đang có như một biến này. Ngoài một biến là gì, chúng ta sẽ ở trên trên đường thẳng này, ta có cái thằng này x này, thằng này một biến, x này chỉ là một hay không là một biến. Nếu trong đồ thị mà hai chiều thì thằng điểm này bác đo bằng biến này x và y. Đây là cái by variable của thằng trong đồ ba chiều, thì một cái điểm này ở đây được đo bởi cái thằng này, số thằng này và hạ là gì nhỉ? Đây đây, ở những điểm này thì ta có đã có ba biến là x, y và z để ra biến. Theo mô tả cái xuống trung tâm tức là gì, tính toán về vị trí này, ước lượng cái vị trí thông số trong một phân phối để tìm cái vị trí trung tâm của chỗ gì đó. Như ta có cổ thị của thằng có cái thằng như là thằng Gauss này, thì đây thằng ở giữa đây, trung tâm này,
mọi thứ đều gần nhau nhất này. Tiếp theo, đo lường sự cân bằng thì đảm bảo cái phổ của nó, cái bộ phân tải, tức là khoảng cách từ đây này, đó, từ thằng tâm này cho đến thằng này phân phối bằng nhau, gọi là cái phổ của nó. Rồi cái này scale risk và accuracy mình biết là gì rồi. Như sau: trung bình, để tính toán giá trị trung bình của tập các quan sát, tổng của các giá trị được chia theo số lượng các quan sát ở trên đời. Trung vị là giá trị của điểm mà có chia đôi tập dữ liệu. Đúng. Thì ta sẽ trung vị này, ta sẽ cầm theo tập này là chia đôi 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Rồi thì để nữa. Đó, thì là trung vị. Nếu mà có số lẻ các cái số lẻ giả thì nó số ở giữa, còn nếu không thì nó số hai không. Mốt, mốt là giá trị thường nhìn thấy nhất trong một của giá cụ thể, là cái đếm trong này cái hình phần tử nào nó có lặp lại nhất thì đó là mốt của nó. Còn nếu mà có hai tập bằng nhau thì nó là một cái mốt ở đây. Đúng rồi. Thế thì cái vị trí nào đo lường nào là tốt nhất thì trung bình, thì để đo cái độ cân đối mà không có cái ngoại lệ. Còn median để đo cân đối khi có ngoại lệ, hoặc là cái phân phối chúng ta nó bị tách rời như này này, thì thằng median tôi tốt nó. Median thằng 3 này thì tôi thằng này chia đôi cái tổng ra. Còn trung bình thì khi nó cần xích nhau thì trung bình là đẹp hơn, nó không ngoại lệ, ngoài ngoại lệ. Theo thế thì đơn vị cân bằng như thế nào, cũng có đề phương sai để chuẩn. Phương sai thì là trung bình của sự khác biệt giữa các giá trị với giá trị trung bình. Đây, bình phương đề phương sai. Độ lệch chuẩn là căn của phương sai thế nào này? Vì sao ta cần vì phương sai bình phương đưa vào nó khó, phải khai căn ra để dễ nó cùng với cái cỡ ở kia. Ta có một cái second plot thì diễn đạt cái dữ liệu theo thời gian. Đây, thời gian đây. Và cái này dùng cái biểu đồ này dùng để diễn đạt câu trả lời như nào. Thế có sự thay đổi về vị trí không này, có thay đổi gì về cái biến không này, thay đổi có những ngoại lệ nào không, nó bất ngờ dò lên phát thì là ngoại lệ, chị đang thấp lại vô tính cao. Rồi kiểu đồ thị theo thanh này thì để diễn đạt độ quan liên tục xuất hiện thường xuyên của một những biến khác nhau. Như này đồ thị này có phân theo nhóm với những cái hình chữ nhật với chiều cao dài khác nhau. Độ hình liên tục này thì nước Mỹ nhiều thường xuyên này, châu Á, châu Âu này, đấy hai vậy. Rồi histogram, histogram kiểu cột lên này, quê cột ngang nhé, để cột đứng thì sao? Dùng để phân hiện diễn là tóm tắt một cái phân phối của những cái biến đơn trong một giá trị thôi. Và cái biểu đồ này có thể sử dụng sau. Thế thì những cái phân phối dữ liệu này, dữ liệu ta thu được là từ phân phối nào? Rồi dữ liệu ở đâu? Đúng không? Frequency này. Tháng 8 đến 11 giữa tuổi bao nhiêu người? Cái phổ của dữ liệu này ta phân tách dữ liệu trong khoảng nào, bằng xa tâm ở đâu? Rồi dữ liệu phải chia tách không? Cân bằng không? Có những ngoại lệ dữ liệu không? Theo ví dụ về sự phân phối, cái phân phối đo lường cái liên tục phân phối đây, công tăng này, theo xếp theo kiểu chuông này, u này, kiểu tăng dần này, giảm dần, và mũ tăng gấp đúng không? Tăng gấp hoặc cái gấp. Khi đồ biểu hộp, biểu hộp diễn đạt cái giá trị thấp nhất, rồi cái phần tư thấp hơn giá trị trung vị, rồi trung vị cái phần tư thứ ba cao hơn,
thì cao nhất khái niệm nó diễn đạt ta khoảng khoảng nhìn thì nó dễ được. Trung vị này, median, sau quarter này, nếu càng xa ra thì càng chứng tỏ là nó bị là scale, tức là bị nó tách rời, nó phân mảnh, nó không được có liên tục kiểu vậy. Cái box plot của hộp này có thể cung cấp thông tin cho nhau là có cái tác nhân nào nó có tốc độ cao với những cái vị trí thì khác nhau với các cái phần con của cái hộp này, nó chứng tỏ là cái nó rời rạc, thông tin rời rạc không đều kiểu như giữa hai cái thằng này ạ. Thì chứng tỏ hộp này nó đều, đây đây tôi đều này. Nhưng cái hộp này cái phần trung vị ở giữa này, phần thứ ba cao, phần thứ hai thấp này, đấy, nó rất tưởng là nó lệch lạc, giờ nó có nhiều loại này thôi. Skewness là độ bất cân đối của cái đồ dữ liệu vào phân phối chúng ta thì kỳ vọng nó phải cân đối, nhưng nếu không cân đối thì nó là bất cân đối. Đây là cái phân phối cân đối, cân đối này ở giữa cao đều ở bên thấp thì nhau, hình nó đẹp như phú sĩ. Còn nó không đối là nó cái thấp cao đây, thằng này đây, này nó cao đây, thằng này cao đây, thằng này đến đây, thằng này đến đây thì nó gọi là không cân đối. Rồi sự scaling positive gì? Tức là nó sẽ âm và dương của cân đối. Đây là gì? Cân đối với cân trung vị với là trung bình là mốt ở gần nhau. Tiếp theo ta có cái thằng bên trái trung bình với dự cửa, nhưng mà cái trung vị nó rơi bên cạnh mốt rồi này, bên phải bên negative gọi à mũ ba này, trên cho cái thằng này là mũ ba của phương xạ chuẩn. Lạ nhỉ, cái này mình chưa thấy rồi, chưa thấy luôn. Rồi cutoris, cutosis là một mức đo lường lượng dữ liệu đạt đỉnh hoặc bằng với một phân phối chuẩn. Tập dữ liệu với cái giá trị cutosis cao có xu hướng là sẽ có cái đỉnh phân biệt gần với giá trị trung bình. Này, dữ liệu mà có cái giá trị thấp ấy, hướng có cái đỉnh chỉ trên cùng với bằng gần với giá trị trung bình hơn là đỉnh nhọn. Được. K nó nhỏ hơn 3 thì nó sẽ là bằng, bằng 3 thì hơi nhọn, hơi rất là nhọn đúng không? Listo rất nhọn. Các tính độ nhọn của cái thằng mũi đồ mũ 4 này, thằng này mũ 3. Như nhau không? Cái mũ 3, 4 này. Hiểu mối quan hệ sao? Các đồ thị phân tán thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ được đồ thị như thế này để đo cái tỷ lệ các cái khoảng cách cân bằng với nhau. Thế cái gói gì? Thế là có gì? Tiếp theo là gọi là thế
thế này cái bờ phân tán trả lời hỏi gì? Là cái biến x và y nó có như thế nào? Cái biến x và y nó có là quan hệ đến tính không? Tức là phổ biến tính không? Và biến x y có độc lập tính không? Liệu cái biến y thay đổi có hiệu dụng vào x không? Và nó có ngoại lệ không? Thế nó không có lệ Để bạn thấy nó không có lệ cả, nó phân tán đều này, không lệ hết. Còn đây nó có rất sâu sắc, nó hướng là hướng đồng tiến hoặc là nghịch biến, đồng biến biến đâu. Rồi cái này, cái này không biết là cái gì đây, cái này là lên xuống đều rồi, gọi là sin usual is để chỉ thực đem vào, biết nó là gì, rất thịt nhà. Rồi các cái biểu đồ thì sẽ phân bán này, biến y không có x homo discretic biến y. Còn cái điểm ngoài này gọi là điểm ngoại lệ, ngoại biên, nó không có theo cái xu hướng này. Ta có các biểu đồ ba trận này sẽ những cái cặp biến không? Cặp biến tuổi này, IQ này, rating, score thì các nó sẽ em gọi nhiều. Cái này trong Python nó vẽ rất là khá nhiều. Lacoste. Thế thì với những dữ liệu như XY và khoảng chậm trễ của biến Y để định nghĩa như một cái điểm dữ liệu mà xuất hiện k thời lần trước lần điểm Y, những là điểm lag chậm của k của y này bằng y trừ k, ví dụ như lag của y1, lag 1 của y2 bằng y1, lag 2 lớp 3 của y7 10 bằng 7 khái vậy. Thì cái này trả lời câu hỏi gì, tức là dữ liệu này nó có là bất kỳ không, ngẫu nhiên không, có cái quan hệ chuỗi liên tục giữa các dữ liệu không, có mô hình nào phù hợp với các dữ liệu không, và có một quả lệnh đây. Nhưng mà hay rồi, sun plot tức là cái điểm của trời, điểm cụ thể của ngày. Giá hàng, giá cả, lắc một chậm ngày, x là ngày, y là giá cả, x là giá chậm một ngày so với giá cả đó, cứ tính ý tăng đều. Rồi đây là gì, sin, giá trị sin làm cho này, contour plot, contour gì là cái đồ thị, phải là cái biểu đồ kiểu kiểu nón, nón chìm ấy, kiểu như là đỉnh núi, đỉnh núi do chuyện ba chiều này. Nó sẽ z để thay đổi thành y, để x, để y, để y này, để x có độ sâu là z. Rồi. Rồi nhận định các cái nhóm, rồi đánh cái cụm luôn. Sau có đề khá dễ. Có gì sẽ tách dữ liệu, tập dữ liệu thành những cái tập nhỏ hơn để hỗ trợ chúng ta tìm hiểu về toàn thể dữ liệu quan sát được. Ta sẽ mở rộng cái quan, mở ra những mối quan hệ, tìm ra được quan hệ trong dữ liệu như là nhóm của các người dùng mua một tập hợp cái hàng hóa đó, kiểu như mua combo ấy, như theo nhóm và em mua là phải mua theo kiểu như là mua một cái đồng hồ cái kèm theo cả các bạn đấy, tìm ra những vật trong dữ liệu, phát hiện những quan sát gần gần giống nhau từ một nhóm người dùng ở đó, hoặc tìm lỗi ấy. Những cái gì mà nó hơi bất bình thường, thì việc là tạo nhóm này, thì một cách tạo nhóm tất cả dữ liệu mẫu gọi là tương tự trong cái kiểu đó, một cái kiểu gọi là học không kiểm soát ấy. Chúng ta không có một cái mẫu nào làm việc cả,
máy tự tìm ra cách để nhóm dữ liệu cho gần nhau theo một chiều đó. Thì liệu ta phải tìm những con nhau thì ta phân nhóm được nhiều hợp nhóm ấy sẽ theo chỉ đó là thì ta định nghĩa như thế nào, việc chúng ta nhóm chúng như nào, ra biểu diễn chúng như nào, chúng biên dịch cái nội dung của nhóm đó là có tác dụng gì, nó khác biệt gì nhóm khác khái vậy. Những kiểu nhóm thì gồm nó gọi là nhóm thứ tự này, rồi nhóm hay flash nữa là gì, nhóm phẳng thứ tự là gì, ta sẽ có anaco, ta tìm hai chuỗi gần nhất này, đặt chúng gần nhau này, nhìn cái gần nhất này, yêu cầu là phải là tìm khoảng cách, định nghĩa khoảng cách này, rồi phương thức để nhập chúng vào nhau, rồi cách xử lý là một cái cây để hiện ra cách đặt chúng gần nhau nào. Khoảng cách thì một cái phương thức để nhóm các cái quan sát tương tự gần với nhau này, cho nên tính là tính liên tục này. Dùng cái khoảng cách Euclid à, hoặc là hệ số tương quan, rồi phương thức Manhattan cho khoảng cách Manhattan, hoặc quả tóm có loại gì đó khoảng tính sự khác biệt với nhau ra sẽ tìm nhóm lại nhau. Ta có khoảng cách Euclid theo số cũng trừ thế này, khoảng distance hoặc Manhattan thế thôi, để Euclid có thể đi Manhattan. Rồi khoảng cách cosine, tóm từng nhóm một với nhau. Đầu tiên là MN, nhớ gần nhau, sau AB A gần nhau, khoảng cách có gần không, sau đó thì IK, xong IK ABCDE DE GDE FG thì có khoảng cách hai cái, khoảng cách một này, rồi khoảng cách là ba này, ba xong nó tìm theo giữa thằng này thế là bốn đúng không nhỉ, bốn nhỉ, sai bốn đi, AB F K à đúng rồi, cái này cộng nữa, trung bình là ngày là đang là 1/2, hát là phải đỡ rồi. Sau đó thằng này trung bình tiếp, thằng trung bình MN trung bình thằng này, trung bình thằng IK này, trung bình đây các bạn, các họ cộng vào trung bình kiểu ra lấy cụ của thằng hip ấy, quả này CH này, roi trung bình này, roi đơn này, và hoàn toàn cho toàn bộ tổng cộng tính cổng roi khác nhau. Rồi là nhóm theo k điểm trung bình sẽ không phải là cố định một cái tập các cái nhóm, sau đó lấy trung tâm của mỗi nhóm rồi gán cái này những cái điểm gần nhất để tính toán lại các trung tâm. Yêu cầu thì phải có khoảng cách định nghĩa khá rõ ràng này, số lượng rõ ràng các nhóm được phân cấp này, và có thiết lập một cái dự báo ban đầu. Kết quả tìm ra là một cái ước lượng các trung tâm nhỏ các nhóm với nhau và gán các điểm mọi điểm vào một cái nhóm đó. Là thực ra giảm chiều của các dữ liệu. Mục tiêu của ta là trong phần lớn các bài toán liên quan học máy và khai hóa dữ liệu chúng ta liên quan là không tốt hoặc hoạt động tốt với cả các cái dữ liệu có chiều cao, tức là có chiều 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, 10 chiều, 15 chiều, càng giảm càng tốt.
nó sẽ khiến cho là các dữ liệu sẽ có tính độc quyền tính hơn, đỡ tính toán nhiều lần chậm lại những dữ liệu quyền tính. Và ta sẽ vì những cái biến mà nó bị giảm đợi, nó làm rối loạn việc không ta, và cái chiều mà nó tuyến độc lập ấy, sẽ rất là nhỏ, cái để tổng quát quá hơn. Thế thì ta có nhiều chiều, đến gì mẫu quá nhiều, rồi những cái mẫu nó cố định nhiều quá. Đấy. Nếu giảm chiều đi thì tội nhanh hơn, vì giảm chiều xong sẽ giảm được cái mức độ dữ liệu phải lưu trữ, việc trực quan hóa nó cũng dễ dàng hơn và việc nén dữ liệu cũng dễ hơn. Sau cái giảm cái chiều xuống thì cái độ nhiễu nó cũng giảm đi, dẫn đến là việc truy xuất dữ liệu nó chính xác hơn. Ta sẽ giảm dữ liệu từ 2 chiều đến 1 chiều. Dấu này hạ xuống, sẽ bỏ tính năng chủ y rồi 3 chiều đến 2 chiều, tức là ta vẫn giữ được phân tách giữa các hệ thống trùng nhau, cái điểm này là vẫn tách ra hoàn toàn nha, nó không bị gọi trùng điểm kia, thì ok ta có thể ấy rồi. Vấn đề nhé, ở lần lần đầu rồi đây, trong tableau có cái tableau chỗ này luôn, với cả tiền tắt hết đấy. Rồi, bài này phức tạp hết đấy.